gia đình và tất cả các đạo hữu và có mặt nơi đây, thỉnh quý chư tăng công đức đến để chứng minh cho yêu cầu của chúng con trình chư tổ để nhờ chư tổ gia hộ cho ngày mai chúng con trình đúc đại hùng chung với mục đích phù hộ cho gia đình chúng con nội ngoại họ Rõ, họ Đỗ, họ Nguyễn, họ Lý và tất cả các bà con thân hữu. Người chết thì được siêu thăng tịnh độ, người sống thì được vạn sự an lành. Thứ đến, con xin tiếng đại hồng chung này thức tỉnh mọi người để phát bồ đề tâm tu hành và cũng cầu cho ơn trên vận chuyển cho quốc thứ dân an, thế giới hòa bình, chúng sinh an lạc. Kính xin quý chư tổ cảm ơn chúng mình. Ơn đức oai lực của chư vị tổ sư. Thank you.
thường chứ lấy bỏ xóm mọi người Nguyễn Mộng tỉnh hay chưa? Một giấc chiêm bao tiếng chuông cảnh tỉnh trong đêm quanh, hỏi người trong mộng tỉnh giấc chưa? Thật vậy, đạo Phật được xem là đạo từ bi vô ngã và sự xuất hiện giữa lòng nhân thế qua hình ảnh tiếng chuông chùa. Đây được xem như một phương tiện thức tỉnh cho con người tìm về với chánh đạo, đem lại đời sống an lạc và xóa dần những thời lì đau thương của cuộc đời. Và cứ như thế, tiếng chuông chùa đã đi vào tâm thức của người dân Việt Nam từ bao đời nay một cách tự nhiên, như một phần không thể thiếu trong đời sống tâm linh cao thượng. Chuông kiếp trần ai như tốt dục ta nhanh về bến giác, kẻo lạc lồi trong bể thoát khổ đau. Từ ý nghĩa thiêng liêng đó, chùa Phổ Minh được sự phát thị tâm đại bồ đề của gia đình lễ chủ Võ Ngọc Trang Thanh, cung thừa phụ mệnh Võ Đức Lực, thân mẫu Nguyễn Kim Cương cùng lương phu Diệp Hoa Hoa, còn toàn thể gia đình lễ chủ, các nhân viên thứ cấp cao cấp đồng phát bồ đề tâm để tiến cúng đại hồng chung lập pháp khí thiêng liêng. Để kính bạch quý đại chúng con dẫn nghe xây chùa tô tượng đúc chuông, ba con đức ấy thập phương nên làm. Chuông cất tiếng ngân gian trầm bổng, chùa tân bình ngự giữa đất Sài Thành. Hộ ân Phật tổ gia trì mãi, minh cho công đức cúng dường chuông chùa. Tính chủ cúng dường chùa Phổ Minh, tam bảo chứng minh công đức này, phát tâm nguyện độ hết thiện duyên, tính chủ đời đời thêm phước báo. Kính bạch quý ngài với tinh thần ý nghĩa cao thượng ấy, giờ này đàn tràng chúng con đã như luật như pháp hai lời gia đình lễ chủ. Chúng con thành kính cung thỉnh chư tôn đức giáo phẩm, chư tôn hòa thượng, chư thượng tòa đại đức tăng chủ trì các từ viện quan hỷ thân lâm pháp đàn để chính thức vào khóa lễ kỳ an ninh tường tập phúc, cáo trình thần hoàng bổn cảnh sám tả thần linh tại bản xứ để cầu công việc đúc đồng đại hồng chung được thành tựu viên mãn. Ngưỡng mong chư tôn đức từ bi quan hỷ chứng minh cho. Nam mô chứng minh sư Bồ Tát Ma Ha Tát. Nam mô A Di Đà Phật. A Di Đà Phật. Thiện thiện chư tôn hòa thượng thơm tỏ đây đức tăng già tam ma. A Di Đà Phật. Thầy buổi lễ thì an viên tường tập phúc cấp trường thần hoàng bổn cảnh sáng tạo thần gì các đường viện đồng quan lâm và đà nam mô A Di Đà Phật. A Di Đà Phật tung thân chư tôn hòa thượng thương hoàng quyền theo chư tôn đức để đồng thiện hương đồng cầu quyền A Di Đà Phật. Bắt cầu nguyện hôm nay ngày mùng ba từ năm Nhâm Dần, cụ là Võ Đức Lực, năm Nguyễn Sửu 74 tuổi, đối trước đàn tiền phát bồ đề tâm thị cúng đại hồng chung để nguyện đem công đức của thánh này để cầu nguyện cho công nhật tăng quy pháp luân thường chuyển phong điều vũ thượng quốc thế dân an thiên hạ thái bình nhân dân an lạc, đồng hướng nguyện cầu an cầu phúc cho gia đình đầu năm đến cuối năm đều lành đi tới, việc xấu đi qua, công việc kinh doanh mãi mãi hạnh thông, công ty phát triển đại hồng đồ, người người được chữ bình an, xuất nhập hưởng phần lợi lạc. Đồng hướng nguyện cầu siêu của quyền thất tổ Bách Gia Trâm Hòa, chư hương linh Võ Môn Đường Thượng, Đỗ Môn Đường Thượng, Kiến Họ Lý, ngoại tổ cùng Bách Gia Trâm Hòa, Tân Ninh Trầm Lịch Trầm Thủy, có tên không tuổi, có tuổi không tên, đồng trưởng Trại Diêm, của siêu tinh cảnh, của xã Ba Sáng Cấm Nhân. Tất cả mọi người
tài chứng minh. Nam mô Ô Minh Giáo Chủ Hoàng Quyền Độ Sanh Kỳ Hồng Vi Không Thề Bát Tạng Bờ Chúng Sanh Độ Phạm Phương Chúng Bồ Đề Đại Bi Đại Nguyên Đại Thánh Đại Từ Bồn Tôn Việt Tạng Bồ Tát Phật Tăng Được Một Tiếp Hiệu Chân Linh Pháp Đại Chứng Minh. Thớ Nhất Định Lương Phi Sắc Phi Hồng Thị Chân Thế Giá Linh Linh Bốc Mùi Hiểu Thượng Minh Siêu Hồng Dịch Nguyệt Kim Quang Hàm Đẳng Thế Ư Chi Lượng Tất Giới Tất Định Tất Huệ Phi Mộc Phi Quá Viên Hầu Lai Tất Nhập Phi Trần Phong Tắc Bảo Thiên Sa Giới Tiên Cung Thích Ca Điều Ngữ Hội Thượng Vô Lương Thất Nghiệm Tương Tử Chân Ôn Kim Vị Tinh Chú Thuyết Đệ Kỳ Nguyện Đoàn Thanh Dương Học Phương Thượng Trụ Sát Hệ Dạng Linh Tí Tấn Thiền Đồng Tì Minh Chân. Nam Mô A Di Đà Phật Tất Đại Chứng Minh Nay Chứng Ngày 3 tháng 4 năm Nhâm Dần. Phật tử Tinh Trụ Võ Ngọc Phá Đại Thanh Nguyên Sanh Kỷ Mùi Niên Hành Canh 44 tuổi. Thừa lệnh thân phụ võ đức lực tuổi kỷ sửu hành canh 74 tuổi mẫu thân nguyện kim má trường giáp ngọ nguyên sanh hành canh 69 tuổi phát tâm má bồ đề hỷ cung đại hồng trung công yên đến chùa Phổ Minh Đa Phương Long quận Tân Bình để kỳ nguyện cho tất cả cứu quyền thất tổ tiên tề nội ngoài lực đại gia tiên cao cao di tổ diện diễn di tâm mấy đời chi kiếp ông bà cha mẹ tổ phụ tâm đường hồi ứng kỳ siêu cho cứu quyền thất tổ nội ngoại tương đồng nội tâm kiếp họ gió kiếp họ đổ ngoài tổ kiến họ nguyễn kiến họ ly cùng tất cả chữ hướng lên năm phụ lão ấu già trẻ gái trai tiệm toàn thể thai nhi chiến sĩ hy sinh vị quốc trong thân trên toàn cầu thế giới ta mà hay được thích pháp văn kinh tóc xá mới đồ siêu thân tịnh đồ thư phụng hiệu lễ thịnh đồng con đồng cháu đồng tử đồng tôn phụng thịnh ông cố tổ sư võ văn trung ông cố tổ võ văn chánh ông cố võ văn sao hoàng tử bà cố trương thị hen bà cố võ thị Ngọc Ảnh, Gió Thị Ngọc Phước, toàn thể chữ linh cứu quyền thất tổ nội ngoại tương đồng tiến hồi võ họ quyền ly họ đổ lai đáo đàn tiền thánh pháp văn kinh tóc xá mê đồ siêu sanh tịnh độ giới hương định hương giữ huệ hương giai thoát dễ thoát thị kiến hệ chứng minh. Nam mô Hồng Thiên Thánh Ước Hoàng Thiên Hậu Thổ Thiên Địa Chí Thánh Thiên Hồng Cấp Đại Nguyên Cạn Na Nữ Đỗ Ngồi Vũ Phương Vũng Thổ Thổ Thông Thổ Chủ Thần Tài Thổ Lễ Tổ Tam Phường Thủy Xuân Phương Thành Phố Huế ngưỡng nguyện quay thành hồn thiên đất nước hoàng thiên hậu thổ đông tây nam bắc bốn phương tám hướng trung ương ngũ thổ trung hoa đặng đề tử thành tâm phụng tỉnh chư tôn tình đức tăng tụ du lễ đàn nhất tỉnh chánh thành hướng đông nhất thanh chánh đồng hướng tây nhất thanh chánh đồng hướng nam nhất thanh chánh thành hướng bắt đồng lai năm chứng minh đoàn tràng giờ phút trang nghiêm thanh tịnh này chúng con thành tâm đời đầu phụng ma thỉnh cử quyền thất tổ kiến họ võ võ văn trung kiến họ võ võ văn chánh kiến họ võ võ văn sáu kiến họ trường trường thị hen
chân lên đó thì ngọc ẩn, chân lên đó thì ngọc hoa phước. Cùng tất cả của quyền thất tổ dạng ban trăm họ 136 kiếp mọi cha 133 kiếp mọi mẹ. Hoàn cầu vũ trụ từ bi giác ngạp chứng minh giờ một trang nghiêm thanh tịnh này. Chúng con thành tâm đê đầu tự thịnh cố tổ quan và bằng giác ngạp chứng minh. Trần bất diêm trần phan tác tự kỷ quyến chư đang đất đang tràn sai cô nhiên khi quê ban nhi thần tịnh độ sớ dị đạo nội ngoại chung gian vô được quê hoặc mũ hiền tông thân lương bồ tát liễu đồng và cam lộ thủy năng lực như nước biến thập phương tinh chi cấu quế tận nguyên trừ thứ đàn chàng tất thanh tịnh giáo hộ mật tôn đại bi trì niệm thiên thủ thiên nhạc vô ngài đại bi tâm đà la đi nam mô thì giờ mà lô biên thế tướng mang giả gia bồ đề văn đồ và gia ma tăng có và gia ma đã lúc đi ta giả la 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 la
chân lên võ thị ngọc phước đằng đằng chư tiên linh cổ huyền thất tổ võ môn mà đường thượng độ môn mà đường thượng nguyện môn mà đường thượng lý môn mà điện mà thượng đằng đằng chư tiên linh bà tổ cô mạnh cô bé tại gia cậu bé tại gia bé xa bé xảy có tên quên vô hoặc là không tên đằng đằng chư linh hữu danh vô gì hữu gì vô danh xúc thảo thảo tôn ly hương biệt tán chưa gì quen hồn ăn hồn đặng đặng chương linh mất gì đại dịch cô biết không có thân nhân con người cung tế đặng đặng chư tiên linh đồng mà trưởng trai nhiên quân siêu tình thành nhân tâm ma triệu thân toàn đời chư vị nam phụ lão ông và trẻ gái trai thay thầy thay vào tiểu tử hồn thiên quang hồn u hồn quạnh hồn ô hồn cô hồn các thầy
đất này, thịt đất chim là địa phủ tiêu diệt đại sĩ thống lĩnh Minh Vương để lục tiện biến thành Minh Vương. Đề thất điện Thái Sơn Minh Vương, đề bát điện Bình Chính Minh Vương, đề ngũ điện Đô Thị Minh Vương, đề thập điện Chiến Lưng Minh Vương, phổ hợp lục huyện thượng tư đầu liêu điện trường tư quan địa phủ chư cục đặt thành cung thần ngu đầu mã diện nam tàu phát quan câu hồn sứ giả để dân ái lâm phục vị đông tây nam bắc tứ phương tứ luồng đã chi hồn bạc vàng xá tạ cô hồn trận mạc chiến sĩ trận dông quan hồn một tử nam nữ liễu linh tứ sanh lục đạo tam thế quan gia cổ thù chấp đôi nhất thiết nam nữ đằng đẳng quan hồn ngũ vị vô danh bộ danh vô vị xuất đạo tạo hương xa là bất thường liên biệt quán siêu hồn đạt mã hồn phiêu phát tác trôi dạt bốn phương kẻ xa vội người xa thành đầu đành cuối bãi vô tự vô thân vô danh tư chúng đồ ra ngọn gió bản lộ đông tây trầm đất trầm thủy hạ bá thủy quan tai nạn tự trí tại lộ đại nam chi trung phản bất đai bụi mờ nhưng nhờ đường phố hồn ma bóng quê giật dương giật giờ không ai phụng thờ đầu tường xó chợ tự ái chiến trường nạn lạc đao binh thi hài đã lạc hồn mà phách phiêu trầm tử ái lai lầm sản ách sản hồn thai nhi tử nạn quan hồn mã lạc giấc dương môn ma phương xó chợ đầu đường đầu non ngọn dấu cho lượng tham mâu nguyên kiếm cương lượng phụ về ho diệt quá qua diệt kiến lâm diệt tổng diệt kiếm kỳ võ thành hà trường thái thị thí hành võ thái tường võ thí thái an diệt tổng cộng thể nhân viên cán bộ thứ cấp cao cấp phạm thị thí lan danh viên thắng võ thị bích con đô quỳnh phương thảo nguyện thị tố châu quỳnh kim phụng đồng số nhà số sáu đường số tám khu dân cư yên sơn phường tân phong quận bảy thành phố hồ chí minh một lòng tranh tính tam bảo kiếp lập thị cung đại hồng và chung chiều cao 3m8 phân cân nặng 3.100 kg tại sườn cơ sở đốc đồng quyền thân tính tổ tám phường thị xuân thành phố Huế ngài thành tâm tiếng hỷ cung phát bồ đề tâm kiếm lập đại hồng chung làm nơi pháp khí linh thiên thờ tự tại chùa phố Minh quận Tân Bình thành phố Hồ Chí Minh thật vậy rừng xanh nhờ ở nhiều cây thành tựu nhờ ở bàn tay nhiều người nay lòng thành lễ bạc kính mời chư vị thần linh ban sứ đôi bà chủ đất chư vị tôn thần tiền chủ hậu chủ chư vị tôn thần ban sứ thành hoàng môn cảnh tổ tán phường thị nguyên thị sinh thành phố Huế đại lâm chứng minh công đức gia hộ công nguyệt đúc đồng đại hồng chung sở cầu sở nguyện được như ý thành tụ như sở nguyện gia chủ phát tâm hương nguyện gia chủ gió ngọc đang thanh kỷ bùi điên 44 tội võ đức lực kỷ mùa sụ niên 74 tội nguyện kim cương giác ngọ niên 69 tội nhìn quá qua kỷ dậu niên 54 tội diệp kiến lân 10 tội diệp kiến kỳ 5 tội võ anh dương 42 tội thái thị thí hạng 37 tội thái võ thái tôn 7 tội võ thái vị 4 tội phạm thị thí loan 40 tội dân quy tán 23 tội võ thị bích loan 57 tội đỗ quỳnh phương thảo 49 tội nguyễn thị tu châu 71 tội quỳnh kim phụng hợp đồng chưa tính chủ ngài ăn lành đêm ăn lành đêm ngày sáu thời thường ăn lành tổng và việc kinh doanh mãi mãi công ty phát triển đại hồng đồ quý nhân phù trợ đại phát đại tác đại lợi
người người được chứng bình an sức và thượng phẩm lợi lạc công ty phát triển giáng danh bốn biển phước như Đông Hải Thọ Tỷ Cam Sơn giao dịch hành công mua may bán đất khách thượng vui sinh chư vị tôn thần chứng minh công đức gì nguyện hữu đạo hữu cầu giải tất ứng tất quan lâm thành giáng đàn viên chứng minh công đức lễ chủ đại bì khởi thông lễ thần linh ngũ hoa bái hộ quỳ nhân tâm ma phụng thần quay lên mặt đất đất nước ông bà hồn thiên đất nước vũ trụ vô cương tam tài mọc ách giáng đàn chứng minh bàn phước bàn lành giải nạn giải tai giải khổ giải sầu giải nắc tay ơn no rõ ngọc tan thân muôn phần gắt rối chiêu qua dạng thần xu xế tình đơn tài đa lọc đơn giải nạn giải tai đồng vợ đồng chồng phụng thân cố tổ cố bạc tổ cố tổ con ông cố tổ quan trai thành kiến họ dọn họ nguyện họ đổ nguyện ly môn đường thượng tam tay tinh mộng ắt giải nạn giải tai giải khổ giải sầu phong hoa phật nam mô nhất tâm ma phong hà thần mê thần nay lại cung thần thị võ cung thần thượng thần phẩm quan trung phẩm quan hạ phẩm quan thượng ba thần dương tướng dương binh thị tướng thị binh phòng tướng phòng binh hỏa tướng hỏa binh âm tướng âm binh hoặc cư thiên đình hoặc tại thủy phủ hoặc cư đông tây hoặc tại nam bắc đồng lai họ tòa sở nay tại Nam Diêm Phù Đề có tín chủ võ ngọc đang thành hợp đồng gia môn quyên đằng thành tâm thiết lễ bị an kinh tượng đốc đồng quyền thắng kinh tổ tám thường thủy xuân thành phố quê được tâm cầu công việc đốc đồng đại hồng chung thượng nhiên quý dân hỗ trợ chủ thợ được giữ bình an sức nhập thường phần lại là ai con lại cung thần dương mẫu dương đơn điện tám môi dương mẫu đơn đàn ân dị phong dôi biến thương sắc được lâm lan thả hồn thanh tính trùng tan cung thần đệ nhị địa tiên đường ngàn thác mẫu kỹ cẩm sơn tình công chúa diệu tính diệu nghĩa hiền sư nhất phép thì toàn bộ chúng cung thần dự phương sinh dưỡng hà hại tu chung dưỡng đương đào động hiện thần thông đang đang đồng giang lưu cách chân giác dân dân hương thủy lạc nhạc chậm nga mi tiên đảm đảm sân tiên tiêu đàn đồng lý nhất thiết tăng tăng thâm thị tử cố trùng xưng sắc dị thối nhân kiến kinh tiên hồng diệp tác thôi sản phúc trọc tài thượng lã từ phương phụ đơn thứa gia đình lên cảm bội long ngang lục lệ ký thần bát xa thị nữ thủ gia phát chính chiên thân chấp bất hoài đố kỵ chỉ tâm bị thảo mai và tác độ hương quân kiến cương thượng chi đạo cung ma thần chúa bà thăm ma kỷ điểm đạo viên sức lâm động định tiên tăng gia long xà ngư biết chân nghiêm có nghị chúa kết chiên long phượng viên phong quá ngẫu tự tử lan kim còn lại hướng hiệp di nguyện hữu đạo cầu giải tất ứng tất quan lâm thịnh giác đàn viên chứng minh công đức lòng thành lễ bạc lễ chủ lễ thần linh ngũ hoa bái như thần tạm tay tinh cha sanh cha độ mẹ sanh mẹ độ phổ độ hộ trì bốn mạng con cánh triệu cánh bà chú khai sanh nhãn đàn chứng minh nhất khai nhãn nhãn quang minh nhi khai nhĩ kỷ tình thân tam khai cầu
hậu năng thiết tư khai thủ thủ năng ông ngũ khai túc túc bộ hành khai tâm tâm dưỡng kiến khai năng trì huế cảnh thần lục thủ ngũ vạn nay ta đặt tên cho ngươi tên gánh tên giác tên đau tên bệnh tên tật tên quyền tên rắc tên rối gánh đau bệnh tật quyền gánh rối gánh đi hết trời gánh gánh hết cho gió ngọc tan ăn từ đây được xuống sẽ ăn không làm ăn thuận lợi thuận buồm xuôi gió đại chức lợi cấp cấp như hoa lục bệnh lễ cũ qua tâm tốc kim niên kim nguyện kim nhật kim thời đệ tử tấu quỳ chí tâm bái thỉnh lòng mà tôi thành kính bài lễ dân hương tấu đại đại vương hai phụng sự linh tinh thân nữ hiệu điệu thiên nga chỉ bệnh chỉ tà thư tư lục chí hoàng an quốc trị thiên hạ thái bình đệ tử kiềm thành quân cờ vương liệt thương một dịp thâu đến cũ trùng lai lâm nàng sở giờ nay biệt ra tường quân thịnh xe lo kéo đến tường mã đôi nơi động đất dậy trời ầm ầm giáng hạ tôi lại thỉnh cả liệt vị quan hàng cả hữu hai hàng bên dân bên võ nay tôi thịnh đủ hoàng quận hoàng châu vui ngựa dập đầu dập nhiều quan dân vô số binh tì binh độ kéo đến ngàn ngàn cơ nào đội ấy tinh binh lực sĩ dạng dạng thiên tiên tả quan đương niên hậu quan đương cảnh cùng nghe tôi thỉnh tốc dáng đàn tà đạo sư tùy diêm chứng minh công đức dẫn thần thông lực cứu trợ dân gian tự tử bình an thần cùng hàng thái lưu chìm dạng đại lộc phượng vô cùng nam bắc tây đông thần tứ phương cùng phục đăng đăng tượng lục pháp pháp lưu truyền sư thảo đang kêu ân cần phụng sự độ cho đệ tử võ ngọc đăng thanh diệp hoa do đức lộc nguyện kim cương lòng thành lễ thành công việc thuận duyên quý nhân hộ trợ trên thuận dưới hòa loan phụng hòa minh sắc cầm hòa hợp nay lòng thành tính chủ tiến lễ trị an nguyện chư tôn thần lại làm chứng minh công mà đức di nguyện bất xa quy quan chư vị tôn thần gặp tiêu binh ngũ bái lớn công tiêu thần quay lên mặt các thần phong tay kinh la hầu thị diệu tổ tu ngũ một thái mặt thái dương dân ơn thái âm một đức nhất khai nhãn nhãn quang minh nguyện khai vị vị thính thân tam khai khẩu khẩu năng thiết tư khai khẩu khẩu năng thông ngũ khai túc túc bộ hành khai tâm tâm dính kiến khai gan tỳ phế thận lục thủ ngũ tạng nay ta đặt tên cho ngươi tên gánh tên giác tên đau tên bệnh tên đặt tên quyền tên rắc tên khói gánh tai nạn tật quyền rắc rối gánh đi hết trời gánh hết trời đây được thanh thông bước đường xuân sẽ tên thuận dưới hòa đồng vợ đồng chồng đồng chung đồng bỉ nghe lệnh cấp cấp như được tình ai con lại thần thái giác ba đăng đà tôn giả tiếp dẫn chúng sanh nam mô a di đà phật nam mô a di đà phật nam mô a di đà phật con lại đức phật di đà con lại đức phật thích ca giáng trần con lại bồ tát quan âm con lại táo phủ thần quan chính thần tiết thắng bảy sắc khu phân đại lành xá tội dương dân hải hà trong mây cô hồn tay đĩa trời đánh giữa trời chết gì còn bản số đề góp gì lên trường đốt củi đốt than đụng nhầm cọp xe toan quan thay người này nghe tính chủ võ ngọc đang thanh hiệp đồng gia môn viên đặng thành tâm thịnh mời cô hồn thập lội tiết chịu phụng gì liệt vị trận dông đồng bầu tử nạn nhất thiết tâm tử lai đáo đàn tiền thịnh pháp chân kinh thọ tài hưởng thật bây giờ hòa thượng phổ minh giới phóng diệt viên đại sĩ nghe
đèn hiển hiện trước mặt tại đây. Gò môi đủ đầy giấy tiền vàng bạc pháp liên hỷ lạc diệu thịnh đông tây nam bắc, kẻ chết gì giặc khắc hồng khắc hầu nghiệp gì ở đâu. Thư nào cũng có bây giờ kể rõ, trên núi dưới sông nhiều kẻ không còn lấy ai dỗ quải kẻ chết. Gồm mây hồn phách giật giờ chết bụi chết bờ hòm xa sau bắc. Kẻ bị đát đặt xa cội lìa cành, có kẻ quán banh người thời tối mắt chết đau chết gặt vì mặt búa rìu. Đứa bị chết thiêu người thời chết nổi chết không chịp trói về nghiệp xe hơi. Chết đứng giữa trời đứa thời chết yếu người lại chết già. Kẻ mới tu qua mồ không đầy cỏ tuổi quên không rõ nhà cửa ở đâu. Chết sao là chết chết chim chết đâm lại bị chúng ma bầm lỗ lộ thân thể hồn ma bóng quế giật giữa giật giờ không nơi nương thờ mộ quan mã lạc. Số thiên hàng vàng từ cổ chí kim chết nổi chết chìm nhiều điều chết khác, kẻ nương miếu bạc người dựa cội cây. Nay nhờ trai chủ võ ngọc đen thanh phát bồ đề tâm thành tâm thân mời. Số vàng cô hồn về đây số vàng cổ cổ, kẻ mang đường phố ngày tháng kiếm ăn. Kẻ chạy lăng xăng tìm người cũng tới biết đâu mà kể cho hết. Đạo ông trong thân chức thiết vô vi cô hồn thầm lỗi, nghe tiếng chịu mời. Lại đau ở đàn trình thức pháp chân kinh họ tài hưởng thực bây giờ thầy mới. Mời khắp hết đông tay trên đường dưới điểm cũng là trung ương. Người thời bị thương nhiều thời tứ trận có than lực hồn. Sao bắt bước lên cốt thầy. Người thời đi cây đi cài gấp luồng gió độc chết luôn ngoài đồng. Mọi người cố gắng bán mồng chân nhầm xe các nát thân ngoài đường thì mình cho an. Mọi người có phước làm quan bất bình cộng sự lại cam quý mình. Mọi người trồng ở bạc tình để rơi đẻ đất bỏ nơi bụi bờ. Mọi người câu cá thả lời gặp lội răng động cắn mà mạng giống. Mọi người tí thủy quả phong trái nhà đè sập tiêu tan cốt hài. Lên dòng qua cầu một chân dứt xuống hòn trầu diêm la. Mọi người tí quỷ bị ma hốt hồn hồn giết theo vài gió mây. Mọi người cứ dán cứ cây ngã đè nát thật tan xương chẳng còn. Tai nghe tin chủ võ ngọc đang thành cung thừa phụ mệnh do đức lực thân mẫu miệng kim cương. Lương vô diệp qua qua hợp đồng chư tính chỗ diệp kiến lân diệt kiếm kỳ võ anh trương thái thị thị hàng thoại thái thượng võ thi vi mang thị thi loan dịch quyết thắng võ thị bích loan đổ huỳnh phương thảo nguyên thị tô châu huỳnh thị kim phụng hợp đồng chư tinh chủ gần xa một lòng chân tinh tam bảo thiết lập qua duyên kỳ ngang tinh tường tập ma phúc thi thực cô hồn nguyện như cô hồn nam nữ vô danh hữu danh vô dị hữu dị vô danh về đây đò hưởng cơm canh cúng dường cô hồn ơi hỡi cô hồn về đây thủ hương cơm canh cúng dường lễ chủ lòng thành lễ tam bái nơi con lại thân hòa thượng hồ minh thành tâm thành mời tâm hồn uống hồn. Ma chăm ma chợ ma chạy ma mỏi ma rỡ đồng dày điều nghe kim yêu chuột thúc ai hay trong cung thể nữ đặt bài hướng dân. Ngày nay tin chú thành tâm lại mời tiểu thân
thầy bói phá danh tầm giống lòng đến nguyện liêu danh để trời nào ngờ một phút trở dây nhỏ âm dương cách biệt nào ngờ âm dương dừng cà quả tiêu thân âm hồn trở về thọ nhân tài hộ nhân tay hộ cho tinh chú thành lễ ơn ba nam mô nhất tâm hồn thành pháp giới tứ sanh thập lỗi cô hồn tăng thế quán gia cổ thụ chấp đôi thiên hạ sĩ dị quốc dòng thân đồng bào tử đảng á thân liệt rất rành rạng chư cô hồn anh hồn quan hồn tài bản gia bản xứ này có kim nguyên kim việt kim nhật kim thời kim cứ gì Việt Nam quốc Hồ Chí Minh thành phố quận bảy phường Tân Phong khu dân cư Diễn Sông đường số 8 nhà số 6 thì cô tại cơ sở đốc đồng huyện thân tính phường thị xuân thành phố Huế kim dị lệ chủ võ ngọc đang thanh kỷ mùi niên hành cảnh 44 tuổi thừa lệnh thân phụ võ đức lực 74 tuổi thân màu nguyện kim cương sau 19 tuổi đồng lương phu diệp hoa hoa tuổi võ anh chương 42 tuổi thái thị thí hằng 37 tuổi võ thái tường 7 tuổi võ thí vi 4 tuổi hiệp đồng cán bộ nhân viên thứ cấp cao cấp hoàng thị thí lan 40 tuổi danh quyết thắng 23 tuổi võ thị bích loan 57 tuổi đỗ quỳnh phương thảo 49 tuổi nguyễn thị tố châu 71 tuổi quỳnh kim phụng hợp đồng chư tinh chủ động phát tâm thì cung đức đại hồng chung lập tất bình giờ đây đạo tràng chu viên hoàng mạng thất đạo tràng dừa hôm nay chùa phổ minh gần được khang trang điều cho thiện tích sẵn sàng rất ma công hôm nay chính chủ lòng mà thành thiết lệ sáng tạ thần linh cáo trình thần hoàng hỗn cảnh tiền chủ hậu chủ đất đai dương trạch cung thần các đời vua Lý Trần Nguyễn Lê Tại thành phố Huế đồng cung thịnh bách gia trăm họ hữu danh hữu vị vô danh chư hương lên kiến sĩ vì quốc dòng thân đồng bào tử nạn chư cô hồn âm hồn quan hồn đồng hướng thịnh chư vị hương linh bất vì đại dịch Covid 19 có tên không tuổi có tuổi không tên không người thờ tự đồng lai làm thiên hưởng gia hộ tính chủ hỷ cúng phát bồ đề tâm võ ngọc đan thanh hợp đồng gia môn quy đẳng xưng về vui vẻ hạ tới bình an thu tống tam tai đồng kinh bá phước điều lành đi tới việc dự đi qua ngày an lành đêm an lành công việc kinh doanh mãi mãi mua mai bán đất khách gần tìm đến khách xa tìm về công ty phát triển đại hồng đồ đại phát đại tác đại lợi quan danh bốn biển giao dịch thành công quý dân phù trợ lộc vào cửa trước bước vào cửa sau hai đứa gặp nhau tha hồ mà hưởng di nguyên ngô đau hữu cầu giác tất ứng tất quan lâm thịnh giang đàn diêm chứng minh công đức lễ chủ lễ tam bái biết thực biết thị chân ngôn tận tương trị tụng nam mô tát phà đạt tát đa phà lô chi đề tam bát đa tam bát đa hồ đa phà đa tăng đa phà lô chi đề tam bát đa tam bát đa hồ đa phà đa tăng đa phà lô chi đề tam bát đa tam bát đa hồ đa phà đa tăng đa phà lô chi đề tam bát đa tam bát đa hồ đa phà đa tăng đa phà lô chi đề tam bát đa tam bát đa hồ đa phà đa tăng đa phà lô chi đề tam bát đa tam bát đa hồ đa phà đa tăng đa phà lô chi đề tam bát đa tam bát đa hồ đa phà đa tăng đa phà lô chi đề tam bát đa tam bát đa hồ đa phà đa tăng đa phà lô chi đề tam bát đa Ni 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 ni
đà phật ya đà ta ya đà ya đà di ya đà di đi đâu ba thế di đà đà thế di đà ya đà ya đà di đà thế di đà đà thế di đà đà thế di đà đà ya đà ya đà ya đà mô di đà đà bồ tát 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 ma tát thế di quay lên mặt cắt giác lên ông cố tổ quan đại thành kiến họ võ từ bao nhiêu đời bao nhiêu kiếp ngưỡng trình ông cố tổ giờ phút can nhân thanh tịnh này trước màu quỳnh y rực rỡ của chư tăng và gia đình con cháu chất chích tử tôn của ông là võ ngọc căn thanh sanh ư kỷ mùi 44 tuổi được sự cho phép thừa lệnh cha và là võ đức lực sanh kỷ sửu 74 tuổi đời quyển mẹ hiền là quyển kim cương tuổi giáp ngọ 69 tuổi thành tâm phát bồ đề tâm hiến cúng đại hồng chung để cầu nguyện cho tất cả chúng sanh muôn loại trên tam giới thượng giới trung giới và hạ giới ở cõi diêm phù đề này trong 33 cõi trời và 10 phương thế giới chư Phật 10 phương thế giới chư Đại Bồ Tát 10 phương thế giới chư Hiền Thánh Tăng đồng nghe tiếng chung đại hồng chung mà đồng lai lâm chứng giám giờ phút can nên thanh tịnh này chúng con thừa lệnh ông cố tổ quan đại thần của nhiều đời nhiều kiếp tiếng họ võ ngưỡng trình ông cố tổ trước đây ông về dạy con rằng cái đất địa thành phố Huế này từ ngàn xưa đến nay bao nhiêu đời quốc vương thủy thổ đến ngày hôm nay nay trăm ngàn năm qua đời chư vị chiến sĩ chư binh trở thành binh gia của ông và cũng như trở thành binh gia tất cả các tướng lãnh ở nơi đất địa thành phố Huế này đến ngày hôm nay bao nhiêu trong năm không người thừa tự, không người cúng kiến, không người cung phụng. Ngày hôm nay chúng con thừa lệnh ông đến đây thiết lễ với lòng thành kính của con cháu chất chích của ông là võ ngọc đăng thanh bỏ tiền tài vật chất ra để sống sanh lễ vật hiệp với tay chủ cơ sở Nguyễn Thắng Tính cư ngụ ở tổ 8 phường Thủy Xuân thành phố Huế này để cung phụng binh gia tướng sĩ tướng sói của ông. Giờ này chúng con cùng tỉnh ông về cũng dùng quay lên mặt cắt mà vận chuyển cho tất cả chư vị chiến sĩ âm binh từ trước đến cũng như ngày hôm nay chiến sĩ hy sinh vì đất nước bao nhiêu triều đại của quan quân vua chúa mà đến ngày hôm nay giờ này cũng được cung phụng tượng thờ được cấp lương thực tịnh tài tịnh vật xin ông cũng điều khiển lớn đứng trước nhỏ đứng sau trước sau như một họ tài hiển thực mà gia hộ độ trì cái bổn mạng của võ đức lực 74 tuổi Nguyễn Thị Kim Cương 69 tuổi võ Ngọc Đăng Thanh 44 tuổi Diệp Hoa Hoa 54 tuổi Diệp Kiến Lâm 10 tuổi Diệp Kiến Kỳ 5 tuổi võ Anh Trương 42 tuổi, Thái Thị Thúy Hồng 37 tuổi, Võ Thái Tường 7 tuổi, Võ Thái Vi 4 tuổi, nhân viên công nhân toàn thể của công ty Phạm Thị Thúy Lan 40 tuổi, danh chức Võ Danh Quyết Thắng 23 tuổi, Võ Thị Bích Loan 57 tuổi, Đỗ Quỳnh Phương Thảo 49 tuổi, Nguyễn Thị Tố Châu 71 tuổi, Quỳnh Kim Phụng cũng như tất cả con cháu chất chức của ông ở cõi đời này hiện tại
được tiêu trừ tay hách tay ưa, ngày hôm nay chúng con cung phụng có ngựa, có tàu, có bè, có lính, có tráng, cũng xin ông gia hộ độ trì cho tất cả thọ tài hưng thực. Người xưa các ông có dạy thọ nhân tài, hộ nhân tai, để giờ phút này xin ông cũng điều khiển đem đi hết tai nạn cho Võ Ngọc Đăng Thanh, việc qua qua cũng như tai nạn của Võ Đức Lực, Nguyễn Thị Kim Cương, của Diệp Kiến Lâm, Diệp Kiến Trì, Võ Anh Chương, Thái Thị Thúy Hằng, Võ Thái Tường, Võ Thái Vi, Phan Thị Thí Loan, Danh Quý Thắng, Võ Thị Bích Loan, Tổ Quỳnh Phương Thảo, Nguyễn Thị Tố Trân, Quỳnh Kim Phụng, tất cả hào con cháu tử tôn của ông cũng được bình yên vô sự, làm ăn thuận lợi, tài đa lộc đến, cũng nhờ ơn đức của Cổ Huyền Thất Tổ, nội ngoại tương đồng, cửa kiến họ Võ, Võ môn đường thượng kiến họ Đỗ, Đỗ môn đường thượng kiến họ Nguyễn, Nguyễn môn đường thượng kiến họ Lý, Lý môn đường thượng cùng tất cả ông phụng thỉnh ông cố tổ sư Võ Văn Trung, ông cố tổ Võ Văn Chánh, ông cố Võ Văn Sáu, bà cố Trương Thị Hen và tất cả cô bác Võ Thị Ngọc Ẩn, Võ Thị Ngọc Ước, lai đáo đại trường thánh pháp nhân kinh bất xã mê đầu siêu sanh tịnh độ, phụng thỉnh ông cố từ quy giám làm chứng minh phổ nguyện ăn siêu hoa dưỡng thần hai ngã thân pháp với chúng sanh tề thành Phật đạo. Thật vậy, hôm nay với tinh thần hộ trì chánh pháp, gia đình lễ chủ giờ này đang dàn viên mãn pháp sự biến thành, thay lời ban tổ chức Đức Hòa Thượng Viện Chủ chùa Phổ Minh cũng như gia đình pháp Bồ Đề Tâm Thị Cúng Võ Ngọc Đăng Thanh thành kính niệm ơn chư tôn đức, kính quyền quý ngài được pháp thể tinh năng tuệ đăng thường chiếu Phật sự biến thành. Vì không biên nơi lúc đồng này có phần chật hẹp, thời tiết thì bão mưa, mặc dù ban tổ chức chúng con cố gắng hết sức nhưng chắc không sao tránh khỏi những điều sơ thất. Nếu có dự điều sơ thất, xin cho tôn đức về đại nguyện hộ trì chánh pháp cùng toàn thể gia đình chúng con đồng quan hỷ bổ qua cho. Nam mô thường quan hỷ Bồ Tát Ma Ha Tát. Chúng sanh na nhô miên thề hồi quy trà.
nguyện chứng minh cho Nam Mô Chúng Tôn Sư Bồ Tát Ma Tát. Đây là phần trên cho tông đức niệm thần thay lời chúng con hứa thả còn thể gia đình để chủ chúng con thành tâm bái tạ tam bái nhớ con tăng ái hiền tiền chúa công hòa thượng thương ngõ đây đức tăng thân lâm phật đường đi. Để buổi lễ được trọng phần công đức chúng con thành tâm bái thỉnh đức hòa thượng thượng chủ chùa Phổ Quang Thiên Nhiên Thật Cả Nhân Trì đồng bái thỉnh cho tôn đức trụ trì các đường thiền đồng tứ đại ở đàn Nam Mô A Di Đà Phật. Thank you.
Thank you.
Hãy subscribe cho kênh Ghiền Mì Gõ để không bỏ lỡ những video hấp dẫn.
nhỏ nhỏ trong cánh ông tố tổ thương linh nghĩa trong quanh họ nhỏ nhỏ trong áo chết vì bệnh tử mắt cổ giải quan thất tết giáng trong vẫn thoát văn trung thương linh thương thiện em giáng trong vẫn thoát văn trung gió thì ngọc ấm gió thì ngọc bước hết tình bông đàn giáng đàn chứng minh vẫn thoát văn trung đồng nguyện cho tổ đường thất tổ tuy tề nội ngoại lực đại gia tinh cao cao chi tổ những chuyện chi tông đại đời chi tiết ông bà cha mẹ tổ phụ tông đường tiếng họ võ tiếng họ đỗ tiếng học của một nội tông ngoại tổ tiếng họ nguyễn tiếng họ lý cùng tất cả chư thiên linh nam phụ đạo ấu già trẻ tháng trai hai linh hai thương hai bảy hai pháp hai tục hai bào tử tử đồng tất cả chư thiên trọng dân đồng bào tử nạn từ các ba vùng thời đại của hồn thiên đất nước con cầu vũ trụ này giác tâm chứng minh nhờ phật lực pháp lực năng lực trong đức lành đúc đại hồng chung ngày đổ đồng này quyền cho tất cả trẻ âm được thiên người dân thân tới pháp giới chúng sanh giải quan chúng chết đồng thành phật đạo nam mô hương linh phạm thái dương một triệu
Thank you.
Niệm Phật khi giàu có, muốn mua được từ bi. Niệm Phật khi nghèo khó, muốn xin được bình tâm. Niệm Phật khi đầm ấm, muốn chan hòa nồng nàn. Niệm Phật khi lạnh giá, muốn tìm được an nhiên. Niệm Phật khi bình minh, chợt thấy đất trời cao rộng. Niệm Phật khi hoàng hôn, vội biết kiếp người mong manh. Niệm Phật khi về khuya, tâm thức đi vào lặng sâu. Niệm Phật khi trời mưa, ngỡ nước mắt muôn loài. Niệm Phật khi trời gió, thấy cơn lốc luân hồi. Niệm Phật khi trời trong, bỗng không còn thấy lo. Niệm Phật khi vào xuân, đó vô ưu dáng người. Niệm Phật khi hè sáng, quán sân hận trói trang. Niệm Phật khi vào thu, lá ưu phiền rơi rơi. Niệm Phật khi lập đấng, giá băng sâu thế nhân. Niệm Phật bên tuổi thơ, chợt biết nâng niu cuộc đời. Niệm Phật bên già nua, chợt xót thương thân phận người. Niệm Phật bên người đau, ngào ngán trăm ngàn nỗi đau. Niệm Phật bên người chết, thấy sinh tử vô thường. Niệm Phật bên người sống, thấy nhân duyên chậm trùng. Đời là hư là thật, niệm Phật bên vị Phật. Niệm Phật quên niệm Phật, lúc ta về với ta. Phật bên già nua, chợt xót thương thân phận người. Niệm Phật bên người đau, ngào ngán trăm ngàn nỗi đau. Niệm Phật bên người chết, thấy sinh tử vô thường. Niệm Phật bên người sống, thấy nhân duyên chấp trùng. Đời là hư là thật, niệm Phật bên vị Phật. Niệm Phật quên niệm Phật, lúc ta về với ta. Niệm Phật
quên niệm Phật lúc ta về với ta. Chúng con thành tâm phụng tịnh đường phương chư Phật giáng long chứng minh
đem công đức lành này hồi hướng tình an cho toàn thể Phật tử vừa tin đọc một câu cha Đặng Khắc Ghi, một câu để tòa hồi hướng cho con trai là Đặng Ghi Nhiên Lương Phước Thiện, một câu sang ngày 20 tháng 12 năm 89 pháp danh Quảng Đạo, Tạ Quang Tú pháp danh Thiện Tài, sang ngày 21 tháng 2 năm 1995, một câu gia đình nông dân Dũng 1.200.000, Lương Hương Linh Phạm Thái Dương thường gọi là Đen, 1.000.000, Nguyễn Văn Thanh Văn 1 cục vàng hơn 1 chỉ, Nguyễn Trường An pháp danh Thượng Tâm, Hiển Thiện Hạnh pháp danh Hữu Đức, vợ chồng cung được 3 chỉ vàng, Nguyễn Thị Lê Thị Sáu pháp danh Diệu Sinh 2 triệu và 1 thau vàng, và đầu sư cho Hương Linh tên Cào, họ 92 tuổi, 1 câu, Nguyễn Thị Tự họ 82 tuổi, 1 câu, và cầu an cho Phật tử Phạm Thị Chí Lan. Áo Ngọc Bảo, Phạm Thị Thảo Vi, Phạm Duy Thương, Lê Thị Kim Phụng, Lê Văn Hùng, Trần Thị Quang Mới, Phạm Đức Lộc, Nguyễn Thị Tuyết, Quỳnh Kim Phụng, Đỗ Quỳnh Phương Lan, Đỗ Quốc Định, Đỗ Quỳnh Phương Thảo, Nguyễn Đỗ Ngọc Minh, Nguyễn Đỗ Phương Minh, Nguyễn Quỳnh Phương Nguyên, Nguyễn Đỗ Nhật Anh, tất cả thành tâm hướng về Đại Hồng Chung, ngưỡng mặt Đức Thế Tôn. Đại Hồng Chung như gian ra là thượng không thiên đường thấu đến tam khỏi tâm, thượng trung hạ tuần, hạ điều điện thủ là chấn động địa ngục và cứu khổ tội hồn. Ngưỡng mặt Đức Thế Tôn, trong đức lành ấy chúng con thành tâm cầu nguyện hồi hướng cho chủ quyền Pháp Tổ, tiên tài đạo mạng hiện tại gia tiên cao cao như phẩm diễn diễn duy tông, bảy đời chứng kiếp ông bà cha mẹ tổ phụ sông tiền cao cao thành tổ, tầng tầng cao tổ, tiếng họ nội ngoại tương đồng rõ, võ môn đường thượng kiến hạ đổ, đổ môn đường thượng kiến hạ ngoại tổ, kiến họ nguyện nguyện môn thượng nguyện kiến ngoại lý lý môn đường thượng. Giờ phút trang nghiêm này con thành tâm thỉnh Hương Linh ông cố tổ sư Võ Văn Trung, ông cố tổ Võ Văn Chánh, ông cố Văn Võ Văn Sáu chết vì hoàng tử, bà cố Trương Thị Em, bà cô Võ Thị Ngọc Ẩn, Võ Thị Ngọc Phước chết vì bom đạn, có nguyện tam bảo từ bi chứng minh chuyển qua thành lực của quan thức chết, giải quan gia tế chủ giải trụ thù cho toàn thể chư hương linh trong kiếp họ Võ Tổ, nguyện lý tất cả chư hương linh được giải thoát cùng tất cả chư hương linh siêu mòn đàn mã trầm nịch được tóc cáo siêu thân tịnh độ, và con nguyện đem công đức lành này nhờ quay đức tam bảo Thế Tôn chứng minh cho tất cả chúng sanh trên toàn cầu thế giới này, cõi nhiên phù đề này, ở ba cõi sáu đường này, từ nam đến nam phụ lão ấu và đệ thế trai, và tất cả thai hư thai nhi thai hư thai sĩ thai bào thai trục thai phá thai điều hòa thai dĩ bỏ, và tất cả chiến sĩ trận vong đồng bào tử nạn quan hồn âm cũng tử nam nữ thương vong từ bao triều đại vua chúa quan quân hy sinh vì đất nước quên mình mà chưa siêu mòn lạc mã, cùng tất cả chư cung nữ từ cung đình từ bao triều đại siêu chết quan chết ức tức tối chưa được siêu sanh tịnh độ, tất cả chư linh từ bao nhiêu triều đại
của Quốc Vương Thủy Thổ, ngàn đời bao nhiêu Phật đời Phật Thế Tôn Như Lai, xuất thế rồi nhập nước bàn đến ngày hôm nay, chưa linh nào chưa được dẫn sanh ngay nương nhờ quan thành nguyện lực lễ rót đồng thúc đại hồng cung này mà tóc táo siêu sanh tịnh độ. Nam mô từ phụ Di Đà phóng quang chứng minh, chúng đệ tử thành tâm lượng nguyện từ phụ vì 48 lời nguyện của người mà phóng quang giết họ hết tất cả, chư linh được tóc xả mê đồ siêu sanh và biển tận cảnh của nước cực lạc A Di Đà Phật. Con nguyện tam bảo từ bi chứng minh và phụng thỉnh của quyền thất tổ dạng văn trăm họ, 136 kiếp họ cha, 133 kiếp họ mẹ trong hoàn cầu vũ trụ và đông tây nam bắc, bốn phường tám hướng trung ương ngũ thổ và phụng thỉnh các nước ông bà vũ trụ vô phương từ bi chứng minh giác ngạc hậu tiền cực hậu con cháu hiện tại bước đường làm ăn được hanh thông suôn sẻ, đường giao lưu được thuận lợi, tài ca lộc tết, tiên đánh đau nóng người nghe duyên người quán, trong và ngoài nước các nơi trong toàn cầu đều được thuận lợi, trí tuệ quang minh, Phật bình thiên trừ, thân tâm được thường an lạc, cuối sinh tam bảo từ bi chứng minh. Nam mô cầu chứng minh sư Bồ Tát, Nam mô cầu chứng minh sư Bồ Tát, Nam mô cầu chứng minh sư Bồ Tát Ma Tát. Cầu nguyện âm thiên hoa dưỡng thần, hai nhà văn có người chúng sanh tề thần, Phật ca đạo na mô A Di Đà Phật. Viên mãn pháp sự châu viên, toàn thể Phật tử khởi tâm lễ tạ Thế Tôn Ba Ma Vãi Ba Lạc, đầy đủ duyên lành để phát Bồ Đề Tâm thị cúng tại Hồng Chung để an trí tại chùa Phổ Minh. Kính bạch quý ngài, chúng con hằng nghe cầu tam bảo gia ân nhỏ phước cho chúng con hồi được yên lành, làm ra một sự đắc thành, gặp nhiều may mắn sẵn dành ban cơn. Hôm nay được sự thỉnh cầu của gia đình lễ chủ, cung thỉnh cho công đức tụng kiền các tự viện Lâm Lâm về thành phố Huế. Từ thiện duyên lành phát tâm độ tha, duyên lành kết duyên tình ta, từ thiện duyên lành sẽ chia gần xa, từ thiện duyên lành trái tim vị tha, từ thiện duyên lành phát tâm độ tha, từ thiện duyên lành kết duyên tình ta, từ thiện duyên lành sẽ chia gần xa, từ thiện duyên lành duyên lành phát tâm độ tha, từ thiện duyên lành kết duyên tình ta, từ thiện duyên lành sẽ chia gần xa, từ thiện duyên lành trái tim vị tha, từ thiện duyên lành phát tâm độ tha, từ thiện duyên lành kết duyên tình ta, từ thiện duyên lành sẽ chia gần xa, từ thiện duyên lành trái tim vị tha. Thì con gia đình thấy
thợ có cái tấm lòng cực khổ, tuy rằng công bằng cũng lãnh lương, nhưng mà đây là cái tấm lòng của gia đình. Rồi bác tặng đọc, rồi tụi con nghe bác cầu chúc cho tụi con. Mấy anh em trải qua những công đoạn rất là khó khăn, vất vả, hao khổ rất nhiều sức lao động, kể cả cái kỹ thuật làm việc của mình, bây giờ nó đạt đến kết quả viên mãn. Đó là cái sức lợi của anh em và chúng tôi cũng như tất cả những người bà con mình có mặt tại đây. Như vậy, hôm nay không có phụ lòng chúng tôi từ trong Sài Gòn ra đây đại diện cho gia đình, chúng tôi xin chân thành cảm ơn nhiệt tình tâm huyết của các anh em, của gia đình chú Thắng cùng tất cả quý bà con hiện diện góp tay góp chân trong công việc này. Thứ đến, xin chân thành cảm ơn quý sư đã đến đây chứng minh gia trì công việc cho đạt được kết quả viên mãn. Một lần nữa chúng tôi xin chân thành cảm ơn quý sư. Vỗ tay. Chúc quý sư pháp thể kinh an, thân tâm thường lạc. Chúc anh em mình, bà con mình sức khỏe tốt và thành đạt trên công ăn việc làm tương lai. Xin chào. Mấy thầy, thấy không? Coi như là cũng không thân mà cũng không quen, nhưng mà tự nhiên trong lòng nó có gắn kết một cái gì cao cả gọi là Phật pháp. Thì hôm nay á, trước bác rõ ràng á, là mấy quý thầy á, thứ nhất á, là không ngại đường xá xa thôi, từ trong kia ra đây rất giả. Thứ hai nữa, đến đây cũng nhiệt tình ủng hộ gia đình chúng tôi, cũng như là lo tất cả đều làm nên được công việc này thành công viên mãn. Công đức quý thầy cũng có lớn lắm. Đại diện cho gia đình chúng tôi xin chân thành nghiêng mình cảm ơn quý thầy và chúc quý thầy sức khỏe tốt, pháp thể kinh an, thân tâm thường lạc. Gia đình cũng như tất cả Phật tử bạn bè của công ty, thầy Dương Pháp nói rằng là trên chung chuyến bay nhưng mà đã có cái cảm xúc như thế nào đó. Thì Phật pháp có câu là mỗi người mỗi nước mỗi non, về chung của Phật đức con một nhà. Thế
Thế Tôn thì nguyện cõi Ta Bà này không ngoài mục đích cứu độ chúng sanh, khai thị chúng sanh thành tri kiến Phật. Cái câu nói này nói tắt thì mọi người có thể hiểu, nhưng cái nguyện vọng, cái tâm nguyện, cái mục đích của Phật xuất thế là đưa tất cả mỗi một con người chúng ta đi trở về trong thiện mỹ, tức là cuộc sống có nhân, có nghĩa, có hiếu, có tình, có đạo. Cho nên không có cái hạnh phúc nào, cái hạnh phúc nào thì có một vị tri thức hỏi một vị bình thường, tức là một vị công nhân, mà là Phật tử hỏi như cũng như anh, thì cái tôn giáo nào cho anh cái hạnh phúc nhất, cái niềm tin vui vẻ nhất? Thì anh công nhân trả lời rằng trên thế gian này tôn giáo nào cho tôi hạnh phúc, cho tôi được như ý nguyện các niềm vui thì tôn giáo đó là hạnh phúc nhất, là tuyệt vời nhất. Cho nên người Phật tử chúng ta, con người chúng ta không nên phân tách đạo giáo hay tôn giáo, hay không nên phân biệt là từng cấp bậc là sang hay hèn. Bởi vì Đức Phật ra đời là Phật độ tận chúng sanh, kể cả ăn mày bằng cùng đuôi cùi tâm điếc Phật tổng độ, bằng cái tâm niệm của một con người hướng về chánh pháp. Chánh pháp không phải nói riêng về cho đạo Phật, mà hai chữ chánh pháp này nói chung cho tất cả các đạo, các tôn giáo, ai làm được đó là chánh pháp, chứ không phải đi về Phật giáo mới gọi là chánh pháp. Cho nên hôm nay thầy đại diện cho tất cả chư tôn đức 11 ngôi chùa, các vị trụ trì. Thứ nhất là tri ân cái công năng công đức của tổ tiên tiến họ Võ, họ Đỗ, họ Nguyễn cũng như họ Lý. Khi còn tại tiền gây dựng cái năng lực mà tạo hóa được cho con cháu chấp kích hậu lai như ngày nay, có cái giống lành, chủng tử lành rất là lớn, rất là rộng mạnh. Đó là cái công đức của tổ tiên. Làm người ai cũng phải có tổ, có tâm, có ông, có bà, mới có cha mẹ, mới sanh ra mình. Thì ngày hôm nay làm con, làm cháu, có cô mang áo mặc là nhờ ơn đức tổ tiên. Nhưng tại sao tổ tiên mình, gia tộc mình có phần nào đó, ví dụ chết thì có bệnh, mà Phật gọi là bệnh tử, là nghiệp xấu, chết thì thất cổ, tự giận, chết xong, chết tai nạn giao thông, gọi là bệnh tử, nghiệp xấu. Thì do nó khi sanh tiền, gia tiên mình vì con, vì cháu, thì tạo gia sản nên mới gây cái những cái nghiệp lực đó cho bản thân, không sợ, chỉ sợ con cháu mình không cơm ăn áo mặc, nên cứ lỗi làm, tính sao có lợi thì làm, không màng tội lỗi bị giam bị cầm. Cái điều này nên tổ tiên mình mới có nhiều khâu bị trầm địch chết và siêu mồ lạc mã, không con cháu không biết, là do nó tạo cái nghiệp xấu ra để nuôi con nuôi cháu. Nên ngày hôm nay thầy rất là vui mừng cái chỗ là tiếng họ Võ, tiếng họ Đỗ, tiếng họ Nguyễn, tiếng họ Lý, thì có con có cháu mà hướng về Tam Bảo, mà có trung hiếu với Phật pháp, mà đem cái công đức mà cố gắng tạo hết cái công đức này, thầy rất là xúc động, rất đau lòng. Một điều là cô Anh, một người nữ gánh giác rất là nặng nề cho gia đình từ trong tới ngoài, tài sản không có nắm được trong hiện tại, nên ráng cô đó bằng mọi giá. Cô đã nói với thầy, con bằng mọi cách, con gì của quyền, con gì cha mẹ con gì ơn gì nữa gì đạo, con ráng làm, thầy đáng biết cho con. Cái chỗ này là cái nỗi buồn, cái nỗi lo của thầy cũng đặc hiện nó lớn. Thì cái tiếng chuông mà khi thân gặp thì bất cứ ở đâu đâu ra cái tâm lòng của mình,
hồi hướng mà tất cả chúng linh đồng trọng hồn và thủy ban thủy năng như mở đường ở trong nhờ cái công đức lành đó mà giảm đến cái nghiệp lực lòng người đó lâm hồi được một quá xa một cõi an lạc. Đây là cái công đức lành của người siêu hay không, là nhờ cái tâm thành tính nhất tâm nhất trí nhất định của con và các trong hiện tại. Rồi nhờ sư tôn thì đức tăng đem hết cái lực tu hành của mình hy sinh cả một cuộc đời với tâm bảo người chúng sanh môn mọi để trên là đời ơn Phật dưới cứu khổ tam đồ mà hiệp lực lại để nhất tú nhất tệ nhờ tam bảo mình thương gia hộ cho cái buổi hôm nay được như vậy. Thì cái những này là thầy cầu nguyện cho gia đình cô Thanh cũng như hai bác hoặc là dành với vợ chồng cô Thanh từ sống nâng cùi tiêu cùi tay khách và trí tuệ quang minh bồ đề tâm đặt lòng trong những tâm bảo dưỡng chất đầu đời kiếp kiếp chứ không phải một kiếp này là đủ làm con người thấy lòng không có dễ. Bá thiên giảng kiếp nan tao ngộ, bá là bách ức, bách ức tức là ngàn vạn ức triệu triệu năm mới sanh được làm người một lần đó là khó lắm. Nhưng sanh được làm người rồi á mà muốn gặp Phật pháp nó khó hơn cái làm người, mà gặp được Phật pháp rồi mà nghe cái lời chánh pháp của Phật á nó khó hơn cái làm người. Cho nên cái chỗ này khi mình hiểu được mình tạo cái công năng công đức là nhờ cái đó, đó là cái nền tảng để gặp Phật pháp. Bây giờ cuộc này thì đại diện cho mười phương chư Phật chư tôn đức hiện tiền bồng thỉnh lịch đại tổ sư bồng thỉnh hồn thiên đất nước hoàng thiên hậu thổ chứng minh cho cái công đức làm người của gia đình của cô Võ Ngọc Công Thanh cũng như bác trai là Võ Đức Lực và bác gái là Phạm Kim Cương con Nguyễn Kim Cương cùng tất cả bạn bè cũng như con Lan là trợ lý cho cô Thanh cũng như là mấy giai phụ cái giờ sáng gánh vác những mọi việc liên ngại cũng như một đứa em ruột cô Hồ Thanh này thay là cái công việc khó nhọc mà ít ai thay thế được, đó là cái cảm nhận của thầy. Cho nên thầy có cũng bị công đức là thầy để cho nói cho các bảo là thầy cầu nguyện cho các con tùy tâm mãn nguyện sở cầu như ý. Quan trọng nhất là thân không tật bệnh, bệnh nặng trở thành bệnh, bệnh nhẹ sẽ hết dứt hẳn. Cái quan trọng nữa là trí tuệ sẽ quang minh chánh đại, giống như cô Thanh có nói với thầy một câu thầy rất là an tâm, con có cái chánh kiến của riêng của con thầy rất là an tâm, nên giữ cái chánh kiến này mà con sự tam bảo giữ chữ hiếu đạo với cha mẹ, giữ cái chữ nhân nghĩa vợ chồng, giữ cái chữ nghĩa tình của bạn bè thân thích, đó mới là tròn bộ phận tu nhân trọn rồi mới gặp Phật được. Thì đầu tiên mình sẽ luôn nhờ cái Phật lực đó, cái gia lực đó, cái công đức đó mà tóc thoát mê lộ siêu sanh tịnh độ. Ai như đã Phật tôn thủ cái công đức từ bi chứng minh cho gia đình được ăn kiêng công đức. A Di Đà Phật. Nói thì ba con cũng đã nói hết cho con rồi. Thì sẵn tiện đây là có cô Châu. Cô Châu thì từ sáng tới từ ngày hôm qua cho tới ngày hôm nay thì cô Châu thấy là cái công đức của quý thầy tập trung vô cái lễ đổ đà đồng ngày hôm nay á, thì cô Châu có một vài lời muốn nói. Nhận mời cô Châu nha. Dạ. Kính thưa thầy, kính thưa các sư ạ. Lần đầu tiên con được dự cái lễ mà thầy tổ chức hoành tráng tôn nghiêm như vậy. Con cũng rất là cảm niệm công đức của quý thầy, quý sư, nên con có xin có chút xíu tấm lòng để mà cúng dường quý thầy, quý sư ạ. Dạ. Con hy vọng là trong dịp sắp tới, con sẽ có dịp được thỉnh quý thầy, quý sư đến nhà con cúng dường cho con, cho gia đình con ạ. Dạ, xin cảm ơn.
chúng ma sanh na vô biên thể cúng dường cho quý thầy á. Dạ. 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 Dạ